Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2019, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 gồm ông Phạm Văn Trạnh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, ông Võ Thành Trí, ông Lê Quốc Dũng tiếp xúc gần 90 cử tri trước kỳ họp thứ 15 ở 3 xã An Ninh Tây, An Ninh Đông, Lộc Giang, huyện Đức Hòa tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập Cộng đồng xã An Ninh Tây. Tại buổi tiếp xúc, cử tri có ý kiến là hiện nay tình trạng người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, nhưng khi đến trạm y tế xã khám bệnh thì không có đủ thuốc để đáp ứng nhu cầu của người dân. Đề nghị được đại biểu Hội đồng Nhân dân và chính quyền địa phương xem xét giải quyết. Chiều cùng ngày, đoàn cũng có buổi tiếp xúc với cử tri tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập Cộng đồng xã Hiệp Hòa. Cử tri đề xuất các ý kiến gồm: hiện nay trên địa bàn ấp Hòa Hiệp 2 xã Hiệp Hòa, tình trạng ô nhiễm môi trường ở trại nuôi heo ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực. Cử tri đề nghị cần xem xét lại quyền lợi của việc tham gia bảo hiểm hộ gia đình, việc cây biên đền bù đường Hồ Chí Minh còn nhiều vướng mắc do tuyến đường ngừng thi công. Sau khi nghe ý kiến của cử tri, lãnh đạo địa phương đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền để bà con được rõ hơn. Đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Văn Trạnh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giải trình một số ý kiến của cử tri, đồng thời ông cũng thay mặt các đại biểu tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri để trình lên trong kỳ họp sắp tới.